xin chào cả nhà. Hôm nay là nhân dịp sinh nhật của thằng em cho nên cả nhà đi ăn ở nhà hàng Tàu. Cái nhà hàng Tàu này là nhà hàng mới vừa mở ngay chỗ của Hồ Quý Dương. Cho nên Dương sẽ review tất cả các món ăn ở đây cho mọi người nha. Và đây là cái khu quầy của cái quầy hôm nay. Nha các bạn. Đó, đây là khu đây này là đồ ăn. Đồ tráng miệng, trời nhìn ngon quá. Đó. Còn bên đây là đồ ăn thì gồm có nè. Wow, các món loáng nè, thì đặc trưng của các món của người Hoa đó. Mọi người thấy hấp dẫn không? Đó. Thì bên đây cũng là bánh ngọt nè. Bên đây là bánh ngọt. Tất cả các loại bánh ngọt, bánh su kem, rồi bánh chocolate, bánh khoai. Còn bên đây là salad nè. Đó. Thì hôm nay là ngày thường á, là nước này các nước sốt. Hôm nay là ngày thường cho nên các món ăn không có được đông lắm, nhưng mà các món ăn thì cũng là ok lắm nha cả nhà mình. Đó. Hồi nó sẽ đem ra tiếp. Các có mực nè, có cánh gà nè, ồ cua hết rồi nè. Có gà. Rất là ngon. Ồ, nó có tôm nữa nè. Đúng đặc trưng của các món Tàu luôn á các bạn. Có cái quầy sushi ở trong kia. Đó, cái quầy sushi ở trong kia đó. Đó. Cái quầy sushi. Ở đây là cái quầy Flame Grill, là cái tên của cái chỗ đó. Sushi bar. Thịt rất là ngon nha cả nhà. Còn đây là tất cả các đồ khai vị. Khai vị mới nè. Đó. Khai vị. Còn đó là súp nè. Súp trứng. Súp chua. Cá. Ô mussel và green bean. Ok, vậy là xong, mình đã đi hết một tour của tất cả các món ăn. Thì bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn đây. Đó, đây là cả nhà. Thằng kia nó nói chua quá, nó không ăn. Cả nhà đang ăn đây. Mọi người đang ăn đó. Cả nhà đang ăn, đây là phần của mấy đứa nhỏ. Đúng là phong cách Mỹ luôn. Macaroni nè. Đó, đây là phần của Dương. Cho mấy nhỏ này. Hay quá. Ông ba giỏi quá kìa. Ba thọt vậy kìa. Anh hai không bê, anh ba hay mở tùm lum. Đây là súp trứng dành cho baby. Không có cần con. Đây là tôm. Đây là cua. Chà bự quá. Bên kia là cua đâu? Cua rồi con. Cảm ơn bạn đã theo dõi cái video này của mình. Bây giờ mình chuẩn bị mình check out, mình đi ra. Nhớ subscribe cho kênh Huỳnh Family Cuộc Sống ở Mỹ nha. Xin chào, bye bye.